Xin chào mọi người nha. Hôm nay đúng lúc mà cái máy của mình nó gặp một cái bệnh, đó là khóa bình áp thì máy ngừng, mà mở bình áp ra thì máy nó không ngừng. Thế là tiện thể mình quay cái video này để mình hướng dẫn các bạn chữa cái bệnh này luôn nha. Đây, nước thải nó chảy nãy giờ mà mình chỉ lấy có một ly nước thôi. Thì khi mà kiểm tra cái bệnh này á thì các bạn phải kiểm tra cái bình này là đầy rồi này. Đó, phải đầy, phải nặng khoảng tầm 10 kg. Và phải cho máy chạy khoảng tầm 2 tiếng đến 2 tiếng rưỡi mà vẫn không ngừng. Đó, chạy liên tiếp như vậy mà vẫn không ngừng. Thì các bạn tiến hành khóa cái van này lại. Đây, sau khi mình khóa van thì máy đã ngừng rồi nha. Máy ngừng rồi và nước thải chảy chút xíu nữa là nó cũng ngừng luôn. Thì cái bệnh này nó sẽ có hai nguyên nhân chính, là một là cái bình này bị hụt hơi. Hai là cái đường nước thải nó đã chảy quá nhiều. Lý do là lõi RO đã bị tắc mất một phần của cái nước lọc, và một một lý do nữa là cái ống flow này nó đã bị rộng quá. Tức là sau khi xài một thời gian lâu dài quá thì cái ống nó bị rộng ra. Thì nước thải nó sẽ chảy nhiều hơn. Thì việc đầu tiên là các bạn phải ôm cái bình áp này ra ngoài. Tháo ra. Tháo này này, mang ra ngoài. Mở cái van này xả hết nước ra. Xả khi nào mà nó không chảy ra nữa thì các bạn bưng 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 thử cái bình này lên. Xem thử còn nước ở trong này hay không. Nếu mà còn vẫn còn nước thì các bạn lấy cái ống bơm bơm vào đây. Đó, bơm vào đây, bơm từ từ thôi. Bơm khi nào mà nó chảy hết nước ra, bưng cái bình lên không còn nước nữa là ngừng bơm, là không bơm nữa nha. Cái bình này thì mình đã bơm rồi, nhưng mà mình nghĩ là mình bơm cũng hơi lâu rồi, nhưng mà mình nghĩ nó cũng thiếu khí, nhưng mà mình có một cách khác để mình xử lý, đừng có để nó hết quá là được. Đó, thì coi như là mình bỏ qua cái câu đoạn bình này nha. Còn các bạn muốn làm cho bài bản thì phải bơm khí vào đây cho nó đầy bình nha. Để khí đẩy hết nước ra là ok, chuẩn, không cần phải cân ký gì hết. Tiếp theo, sau khi các bạn khóa vào bình áp, máy ngừng rồi. Và nước thải nó cũng đã bớt chảy rồi. Nó chảy chút xíu nữa là nó ngừng luôn, tầm 5 phút là nó ngừng hẳn. Thì bây giờ mình sẽ mở cái vòi này ra cho máy chạy lại. Đó, bây giờ máy chạy tiếp rồi nha. Chạy rồi đó. Thì các bạn chờ khoảng tầm 2 phút nha. Đây là cái cách mà mình hướng dẫn với các bạn với điều kiện là cái lõi RO chưa bị tắc nha. Muốn biết lõi RO bị tắc hay chưa thì các bạn nhìn vào đây. Sau khi cho máy chạy lại thì chờ khoảng tầm 1 đến 2 phút. Nhớ là phải khóa bình áp bên dưới. Để mình coi ở trên này. Đó. Thì khi mà cái lõi RO của các bạn mà nó vẫn còn chảy ra ra được thành dòng như thế này á, hoặc là nhỏ giọt nhưng mà nó nhỏ giọt với tốc độ nhanh á, thì chứng tỏ cái lõi RO vẫn đang còn xài được, thì mình vẫn đang còn cứu được nha. Đây. Thì bây giờ các bạn nhìn coi. Nguyên tắc của lõi RO là lấy 3 và thải 7, nhưng hiện tại bây giờ là lấy 1 và thải 9. Đúng không? Thì muốn sửa được cái bệnh này, các bạn phải gấp cái này lại này. Gấp cái ống lại. Gấp ở một chỗ nào đó bất kỳ. Các bạn muốn gấp ở đâu thì gấp. Gấp ở cái dây nước thải này là được. Đó. Gấp lại. Đấy, gấp lại như này. Căn chỉnh làm sao cho mà thành lấy 3 thải 7. Khi mà các bạn gấp lại thì rõ ràng là phía cái bên vòi này nó sẽ chảy to hơn. Đó. Nếu các bạn không quen thì các bạn có thể là lấy chai nước mà mình đo. Vòi này chảy cái vòi sắt này sẽ chảy ra 7 lít, à chảy ra 3 lít. Thì cái ống nhựa này phải chảy ra 7 lít. Đó là nguyên tắc chuẩn. Đó, khi mà các bạn gấp lại như thế này. Đó. Rồi các bạn dùng dây và các bạn cố định lại làm sao mà để cho nó lấy 3 và thải 7. Và ở dưới bình áp bơm bơm khí vô như hồi nãy mình hướng dẫn là được các bạn này nha. Còn về cách khắc phục lõi RO thì các bạn bấm đăng ký, hôm sau mình sẽ ra một cái clip để chỉ cho các bạn cách khắc phục lõi RO nha. Đó, bây giờ mình để như này thì rõ ràng là khi mà mở bấm áp ra nó sẽ không bao giờ ngừng được, nó sẽ chạy hoài cả ngày luôn. Đó, mình phải hãm lại như thế này. Lý do là cái lõi RO nó đã bị tắc mất một phần rồi, và cái van flow nó cũng đã bị rộng hơn so với lúc mới mua. Máy này mình xài cũng cả hơn một năm nay rồi nha.
Rồi, xin chào các bạn nha.